Thưa quý vị, mới đây Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết vừa tạm giữ hình sự 3 người là Nguyễn Tấn Phát, Hoàng Vũ Bảo và Trần Minh Tú cùng ngụ tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về hành vi cậy phá hơn 100 ngôi mộ tại Nghĩa Trang, thành phố Pleiku. Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 6 tháng 8, Công an thành phố Pleiku phát hiện hai thanh niên đang thực hiện hành vi cậy phá các bàn thờ tại Nghĩa Trang, thành phố Pleiku. Công an đã truy bắt được Nguyễn Tấn Phát, người còn lại chạy thoát. Qua đấu tranh, Công an thành phố Pleiku quyết định tạm giữ hình sự thêm Hoàng Vũ Bảo và Trần Minh Tú. Bước đầu, các đối tượng này khai nhận đã đi vào Nghĩa Trang thành phố Pleiku dùng thanh sắt để cậy khung nhôm tại hơn 100 ngôi mộ nhằm mục đích đem đi bán kiếm tiền. Và với hành vi này, những đối tượng trên có thể sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng gặp gỡ Thạc sĩ luật sư Nguyễn Trương Văn Tài, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để cùng lắng nghe những chia sẻ của luật sư về vấn đề này. Lời đầu tiên xin được cảm ơn Thạc sĩ luật sư Nguyễn Trương Văn Tài vì đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Thưa luật sư, mới đây thì Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự 3 người vì hành vi là cậy phá hơn 100 ngôi mộ tại Nghĩa Trang của thành phố Pleiku. Và những đối tượng này đã dùng thanh sắt để cậy các khung nhôm trên các ngôi mộ nhằm mục đích là đem đi bán kiếm tiền. Và với hành vi này thì theo luật sư, các đối tượng trên đã vi phạm tội gì ạ? Theo tôi thì những cái hành vi của những cái đối tượng này thì có dấu hiệu của tội xâm phạm mộ mã theo quy định tại điều 319 Bộ luật hình sự năm 2015 và được sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể thì theo quy định tại điều khoản 1 điều 319 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người nào đào phá mộ mã hoặc là chiếm đoạt những cái đồ vật bên trong mộ hoặc là trên mộ hoặc là có những cái hành vi khác xâm phạm đến thi thể, mộ mã hoặc là hài cốt thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Đấy. Thì xét về mặt chủ thể, dấu hiệu về mặt chủ thể của tội phạm thì những cái đối tượng này đã từ 17-18 tuổi. Và theo quy định tại điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015 và được sửa đổi bổ sung năm 2017 thì cái chủ thể của cái tội xâm phạm mộ mã là từ đủ 16 tuổi trở lên. Thì do đó là những cái đối tượng này thì đã đủ cái dấu hiệu về mặt chủ thể. Về cái hành vi khách quan thì những cái đối tượng này đã có những cái hành vi cụ thể là xâm phạm đến mộ mã. Cụ thể là thứ nhất là những đối tượng này thực hiện cái hành vi phá những cái mộ mã này. Và cái hành vi thứ hai đó là chiếm đoạt những cái tài sản bên trong mộ. Cụ thể là những cái khung nhôm trên cái mộ mã này. Thì do đó thì những cái đối tượng này có dấu hiệu của cái tội xâm phạm mộ mã theo quy định tại điều 319 Bộ luật hình sự năm 2015. Thì ngoài ra thì cái hành vi của những đối tượng này thì nó cũng có một cái số dấu hiệu khác. Ví dụ như là những đối tượng này đã có hành vi lén lút đi vào trong nghĩa trang để mà trộm những cái khung nhôm. Và những đối tượng này là thực hiện cái hành vi rất là nhiều lần cũng như là cái tần suất rất là lớn, là cụ thể là đã phá hơn là 100 cái mộ mã. Do đó thì cái giá trị tài sản của những cái tài sản mà bị chiếm đoạt này thì nó có thể là lớn hơn 2 triệu. Mà những cái dấu hiệu là những cái dấu hiệu của những hành vi này thì có khả năng là nó có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên thì đối với hành vi này và những cái dấu hiệu này thì cần được các cái cơ quan tiến hành tố tụng cũng như là cơ quan điều tra tiến hành là xác minh và làm rõ thêm là những cái hành vi này có cái dấu hiệu hoặc là có những cái yếu tố mà có thành tội trộm cắp tài sản hay không. Qua phân tích của luật sư thì với hành vi là xâm phạm mồ mả thì các đối tượng này có thể sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật ạ? Cái hành vi xâm phạm mồ mả thì đây là một cái hành vi là gây bức xúc trong xã hội và nó xâm phạm và cũng như ảnh hưởng đến cái văn hóa và cái truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là cái hành vi này nó không những là gây xâm phạm về mặt tài sản mà nó còn gây
ảnh hưởng, nó xâm phạm đến cái quyền nhân thân của người đã khuất, cũng như là nó gây ảnh hưởng về mặt tinh thần cho những cái người thân thích của những người đã khuất này. Đó, thì để mà bảo vệ cái truyền thống cũng như cái văn hóa lịch sử của dân tộc Việt Nam thì cái hành vi xâm phạm mộ mã này là cần được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cụ thể theo quy định tại điều 319 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì hành vi xâm phạm mộ mã thì có thể là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ngoài ra thì nếu mà rơi một số trường hợp sau á thì có thể là sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Cụ thể là một số trường hợp như là gây ảnh hưởng đến an ninh xã hội cũng như là trật tự tại địa phương. Một trường hợp khác đó là vì những cái động cơ đê hèn. Và trường hợp thứ ba đó là là chiếm đoạt những cái tài sản mà hoặc là những cái đồ vật mà nó có tính lịch sử. Và cái trường hợp cuối cùng đó là thực hiện cái hành vi chiếm đoạt những cái bộ phận của những cái thi thể hài cốt. Ngoài ra thì bên cạnh cái trách nhiệm liên quan vấn đề hình sự thì những cái người mà xâm phạm về mộ mã thi thể hài cốt thì có thể là bị bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 607 Bộ luật dân sự năm 2015. Xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi và cảm ơn luật sư vì đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay và đã đem đến những thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán giả.